Xin chào tất cả các bạn, mình là Nghĩa, chuyên viên tư vấn và chăm sóc sức khỏe của siêu pet. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cái đặc điểm của dòng cún mông cọc. Đầu tiên, dòng mông cọc này là một dòng cún mà có kích thước trung bình vừa phải, nó cũng không quá là to. Kích thước khi trưởng thành của cún ấy sẽ rơi vào khoảng từ 18 cho đến 25 kg. Đây, kích thước của nó không quá to nhé mọi người nhá, kích thước trung bình vừa phải thôi. Thứ hai, đó là về màu lông. Màu lông của bọn mông cọc này ấy, thì nó cũng khá là đa dạng, có rất là nhiều màu. Ví dụ như là màu vàng này, đây em của mình màu vàng nhá. Đó. Màu vàng này, màu đen này, màu vện này, màu hung đỏ này, hay là màu kem này. Đó, nó rất là nhiều màu để cho mọi người lựa chọn luôn. Thứ ba là về hình dáng của cún. Bọn mông cọc này ấy, thì là dòng cún mà có chiếc đầu nó cân đối, nó không quá nhỏ, nó không quá to, nó vừa phải so với thân người này. Đấy, phần đầu của cún ấy thì dòng mông cọc này nó sẽ là dòng cún tay dựng mọi người nhá. Tuy nhiên ấy, thì như em của mình này, em này là tay nó chưa dựng lên hết. Đấy. Nếu mà mọi người muốn cho cún nó dựng sớm tay ấy, thì mọi người có thể hỗ trợ cún là bằng cách liệp tay lên cho cún. Đấy, mọi người mua cái dụng cụ liệp tay ấy, mọi người liệp vào đây này. Đó, mọi người cuốn lên và cho nó dựng lên như thế này này. Đó. Đây là cách để cho cún nhà mình nó lên tay sớm hơn. Tiếp đến là về phần mõm. Về phần mõm của bọn mông cọc này thì nó không quá dài mọi người nhá, không quá dài và không quá ngắn, vừa phải này, cái mõm vừa phải. Về phần mũi, mũi của bọn cọc thì nó sẽ có hai màu, đó là màu đen và màu lâu. Tuy nhiên ấy, thì cái màu lâu ấy mọi người sẽ chỉ thấy nó xuất hiện ở những em cún mà có màu vàng như em cún của mình như này, nó có thể có màu lâu, hoặc là những em mà màu hung đỏ nó cũng có thể có màu lâu nhá. Còn đối với các màu khác ấy thì nó sẽ con gờm nó sẽ có màu đen nhá. Tiếp đến là cái phần đặc biệt nhất, đó chính là phần đuôi. Đấy, phần đuôi là cũng là cái tên gọi luôn của dòng này ấy, dòng hớp bông cọc. Đấy, tức là nó sẽ bị cọc đuôi. Đuôi của nó là đuôi cọc tự nhiên mọi người nhá. À, mọi người nhìn thấy không? Đó. Đuôi thì nó sẽ phân ra ba loại đuôi cọc, đó chính là đuôi cọc tịt, cọc lửng và cọc thỏ. Đấy, cọc tịt ấy thì mọi người sẽ thấy là cái phần đuôi của nó này. Đấy, nó tịt hít lại, nó không chừa ra một ít như thế nào như thế này luôn á. Đấy, hoặc là nó sẽ dài chỉ khoảng một xíu này thôi, khoảng được 1 cm thôi, rất là bé. Đấy. Còn như em đây của mình ấy là em cọc thỏ ấy mọi người nhá, đuôi nó sẽ dài như kiểu đuôi thỏ này, đuôi thỏ nó có một nhọn này. Đấy, nó sẽ dài khoảng 3 đến 6 cm. Đấy, một nhọn như thế này này, nó gọi là cọc thỏ nhá. Còn nếu mà cọc lửng ấy, đây đứng lên này, cọc lửng ấy thì mọi người nhìn cái đuôi của nó sẽ dài ra hơn rất là nhiều. Đấy, nó khoảng độ 10 cm cơ. Đó. Thì cái bọn cọc lửng ấy thường người chơi người ta không hay ưa chuộng cái dòng đấy, bởi vì đã nuôi mông cọc ấy, thì thường nó sẽ là không có đuôi. Đấy, nên người ta sẽ chuộng cái dòng cọc tịt và cọc thỏ hơn mọi người nhá. Đó, đó là những cái đặc điểm cơ bản để mọi người có thể nhận biết được một bé mông cọc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhá. Có thắc mắc gì các bạn có thể comment ở dưới, mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Bye bye mọi người nhá.